Ok, chào các bạn, mình là Neko và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thể loại mới mà mình vừa nghĩ ra, đó là review về mod. Và mình sẽ review về Honkai cho các bạn xem. Nó là cái mod thứ hai của mình ngoài Dr. Neko. Dr. Neko là personal mod rồi nên không có gì để review cả, vì nếu có review thì các bạn cũng không thể nào tìm mua được. Mình sẽ review các mod mà được bán đại trà trên thế giới cho các bạn xem. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn. Đây là con Honkai của mình. Honkai được nghĩ ra bởi một fan spinner của Nhật Bản tên là Hon. Tên Ben Spin là Hon, còn tên thật thì mình nếu biết. Nó được làm từ Cap City, Rip Doctor, Tip Doctor và thân M&M. Điên Honkai của mình thì mình sử dụng thân EC tại vì M&M giá của nó quá là bá đạo, nên mình không thể nào mua được. Honkai với thiết kế khá là đơn giản với hai Cap City Violet và phần Rip Doctor ôm hết phần chip giúp cho tiếp không bị cọ vào tay khi spin. Phần thân EC spin rất là êm, rất là thích, rất là mượt, sướng hơn là spin bằng Ivan hoặc là BC. Mod có độ nặng tương đối vừa phải, giúp cho chúng ta có thể spin tốt được 69 chiếc và có chiều dài là 22 cm, sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo đối với các fan spinner là nữ. Tuy nhiên vẫn có một số điểm khó khăn khi dùng Honkai, nhất là về giá. Honkai có giá là 420.000 Việt Nam đồng, con số khá là khủng đối với các bạn newbie và các bạn nhà không có điều kiện. Riêng mình thì mình phải mất mấy tháng để tiết kiệm tiền mua được nó. Cái hai đó là ở Ivan. Nó sử dụng thân SPT để làm cáp luôn cho nên nó không có phần gờ ra như thế này, không có phần nối giữa cáp và thân như Honkai. Khi spin nó sẽ không bị vướng vào tay và nó tạo cảm giác dễ chịu hơn. Tuy nhiên về khối lượng thì Honkai vẫn đảm bảo tốt hơn là Ivan. Cái ba đó là về thiết kế, việc gắn rip bọc hết chip như thế này làm cho phần nối giữa rip và cáp nó còn lại bé tí, nó rất là dễ bị văng ra. Chip Doctor 100k cùng với rip Doctor mà bị văng ra thì rất là thốn. Mình bị văng rất là nhiều lần, may mắn là không bị mất. Đối với các bạn nào thích lãng mạn lên cầu Cần Thơ hoặc là cầu Sài Gòn mà spin đang spin thấy mod nó nhẹ hơn thì mình xin chia buồn cùng với các bạn. Honkai còn có một ưu thế rất là lợi hại, đó là nếu các bạn kéo phần grip xuống như thế này để lộ phần tip nhọn ra thì các bạn sẽ có trong tay một thứ vũ khí rất là lợi hại để đánh nhau với các bạn trong lớp. Riêng mình thì mình đã cho hàng xóm của mình trải nghiệm qua cảm giác này và kể từ hôm đó mình không thấy nó sang đây nữa. Có lẽ là chưa hết sướng. Điểm mạnh khác của Honkai đó là về màu sắc. Nó gồm có một màu sáng và một màu tối, đó là trắng và tím, nên nó dễ dàng kết hợp được với các background khác nhau. Khi mà các bạn sử dụng background tối thì phần sáng nó sẽ nổi hơn, và ngược lại khi bạn sử dụng background sáng hoặc là background trắng thì phần tối, phần tím nó sẽ nổi hơn. Nó khác với Ivan, chúng ta sẽ không sử dụng phần background màu đen hoặc là màu trắng đối với Ivan đen hoặc trắng được. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong video review về mod đầu tiên của mình, đó là con Honkai. Mình sẽ tiếp tục ra những video thế này, nếu như các bạn thích mà ủng hộ mình sẽ tiếp tục làm những video review về các mod khác cho các bạn xem cảm nhận về mod của một fan spinner nó là như thế nào. Nó đương nhiên phải khác với các modder rồi, vì các modder là làm ra mod, nhưng mà các modder không có thưởng thức nó bằng các fan spinner cho nên sẽ không hiểu được hết tường tận về các điểm ưu thế của mod so với các fan spinner. Ok, nếu thấy hay thì các bạn có thể like ủng hộ mình, đừng dislike tội nghiệp mình. Cảm ơn.